ngập, không thấy không? Nước mưa nó ngập ở đây Mỹ người ta lo, người ta không quên tìm thoát nước. Em có hoa vàng gì đẹp quá em. Giống như bông mai vậy. Thấy chưa em? Oh, làm cái view này để cho ra đến chơi nè. Rồi anh chị đứng đây. Đứng đây để em. Ôi trời ơi, hoa vàng đẹp quá. Cố tình họ làm cái này để ngắm. Wow, hoa vàng đẹp quá. Hoa vàng. Hoa dại mà đẹp ha. Rồi mời anh chị đó đứng bên chơi. Ô bà chung quanh cái hồ vàng hết kìa. Đây đứng vô. Rồi chị, anh chị đứng vô. Ê quay đây, quay hướng đây chị ơi. Đẹp quá. Trời ơi. Bây giờ đây là 5 giờ chiều đó quý vị. Anh em cánh hữu chúng tôi hội ngộ sơ sơ ở tại cái một cái địa điểm mà chúng tôi cũng không có nghĩ rằng là mình tới được cái chỗ này như thế này đây. Bây giờ đây là ở tại thành phố Austin của tiểu bang Texas đây. Chúng tôi cuối tuần đi đến đây để mà thăm viếng anh chị, và tối nay chúng tôi có cái chương trình sinh hoạt bình thường và sẽ có nửa tiếng đồng hồ tin tức, bởi vì ngày hôm qua không có làm chương trình, sorry anh chị em, nhưng mà sau đó, sau phần tin tức thì chúng tôi có một buổi nói chuyện tâm tình gồm có anh chị Túy, Quốc Vũ và Ngọc Phạm Trần Quang. Mời các anh chị em theo dõi chương trình vào lúc 8 giờ rưỡi tối nay, tức là 8 giờ chúng tôi lên chương trình nha. Sau đó 8 rưỡi thì anh chị em gặp mặt gia đình mình, Ngọc Phạm Trần Quang, anh Túy, chị Túy và Quốc Vũ, không tên Thỏa, anh Võ, chị Túy và tất cả mọi người. Cảm ơn anh chị em rất là nhiều. Theo giới thiệu sơ sơ chút đỉnh như vậy đó. Anh Võ nhìn thấy coi như là tuổi già mà cao nhất. Anh là phải nói là trai trẻ thì phải nói là các em là chịu không nổi rồi đó. Đó, chúng tôi đang hồi xưa là quân cạnh mà. Chúng tôi đẹp trai. Đang đứng trên một cái đét đây quý vị, mà phía sau lưng là cái hồ rất là đẹp. Cho nên hồi xưa là quân cạnh đến bự con vậy. Sẵn đây cũng gửi lời chúc mừng mấy người có chương trình trong gia đình đây. Anh em cánh hữu không ngờ mà gặp Trần Quang ở gia đình, cũng chúc mừng tới già thăm nhà chơi, cũng cảm ơn hai vợ chồng, cũng không mời lắm, cũng không sang trọng, cũng không dám mời ông mà, nhưng mà gặp nhau thì cũng mừng anh em vui vẻ thôi. Cảm ơn. Chúng tôi là người đồng hương đó quý vị, đồng hương là những người cùng mùi đó, mùi này là mùi quán ngỡ đó. À, chị anh nói rồi, bây giờ mời chị Túy nói một chút thì chị Túy Trần là chị của Trần Quang đấy ạ, họ Trần đấy. Dạ, ở đây có một người ông anh là anh của Ngọc Phạm, còn đây là chị, là chị của Trần Quang, chúng tôi cùng họ. Mời chị. Rồi. Chúc các anh chị trên kênh của Kim Phạm. Anh em cánh hữu. Anh em cánh hữu. Có duyên cho nên anh chị em mới được gặp nhau ngày hôm nay. Được phát sóng lên đài để gặp chào chúc mừng các anh chị em. Trời, cảm ơn chị rất là nhiều. Có gì nữa? Có gì nữa tối nay là mình nói chuyện thêm. Đây là chị mới có cái mầm dạo đầu, xin giới thiệu cho quý vị. Cảm ơn chị gái của Trần Quang và cảm ơn anh trai của Ngọc Phạm. À, cùng với Quốc Vũ thân yêu thì chúng tôi đã rất là vui khi được ở tại cái thành phố Austin này, mà không ngờ là có một cái view rất là dễ thương. Rồi Quốc Vũ nói gì đi, cái rồi mình chia tay ở đây mình đi chơi. Rồi chào tới anh Kinh Hiểu, một ngày thứ bảy thật là đẹp. Tuyệt vời, mà đặc biệt ở đây chỉ có hai cặp thôi, chỉ có mình là quân chủ là Vũ đang cần tìm bạn gái hãy gọi điện cho Quốc Vũ hoặc là đi qua cái channel của anh em cánh hữu để tìm người mà bạn trăm năm nhá. Rồi cái channel chào tất cả mọi người nha, chào tạm biệt, bye bye. Tuấn ơi lại đây. Vô đây con. Tấn lại đây. Tấn Hồng chịu tới. À, rồi thôi.